không phải không phải không phải như vậy là cái con kho chứa dầu hồng của mình nó chưa mắc so đi anh em cái con kho chứa dầu hồng của mình nó chưa mắc cày quá này thì chưa mắc với chúng tôi này cả nhà vâng chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với trường mình nha mình nhóc một tê đây khá lâu rồi nhóc một tê không có quay trở lại đó chính là những cái con nạc à, chúng ta đi farm ở cái giai đoạn đầu tiên khi chúng ta vừa bung nhà chính đúng không thì hôm nay các bạn để ý rằng là em này thì là một em mới bung lên nhà chính cho 14 xong cả nhà và em nó thì đang khá là rảnh rỗi khi mà chúng ta thấy rằng là đang chơi hẳn ba dân Dầu vàng thì hiện tại đang hết cả nhà Dầu đen thì cũng không còn Chính bởi vậy mà hôm nay sẽ đi farm với anh em vài chục tơn cả nhà nhá Quan trọng nhất là nhóc bọn sẽ đi farm full kho dầu vàng Sau đó thì sẽ về nâng cấp cùng với anh em Rồi đây cả nhà này Hiện tại thì mình chưa đủ cái lượng dầu đen cả nhà Để mình cường hóa đó chính là con siêu bom lên Tí nữa mà mình đủ được đó chính là 25k dầu đen cả nhà nhá. Cái BT sẽ cường hóa luôn cùng với anh em, đó chính là con uh, siêu bom lên. Phải có siêu bom thì đi farm nó mới hiệu quả được cả nhà. Ở đây thì mình đang cầm đó chính là bình treo thôi. Ok luôn cả nhà mình nhá. Phải này uh, đục bắt luôn nhà chính đi anh em nhá. Hôm nay thì cái lượng dầu đen của mình ấy thì mình đẩy hết vào đó chính là con nữ uh, tướng Hoàng Gia thế là chính bởi vậy mà bây giờ thì em nó bây giờ thì em nói các bạn để ý rằng là uh, không còn dầu đen ok trời kinh quyên làm gì nhở cứ đi lang thang lang thang này buồn ghê đấy nhà chính thì vẫn đang còn đó vỡ mất rồi anh em ạ à. bên trong là bầu lâu rồi ông nào đôn đôn lính cho tôi thốn đấy ông nào đôn lính cho mình mà thốn tận rốn luôn anh em Ok nhá, mình có tốc nên không sợ cho lắm đâu Vẫn còn này Trên đây mình tưởng ăn xong rồi cơ, hóa ra là vẫn còn Hai con nhà máy dầu đen cả nhà Ở đây thì chắc chắn là cho mình trèo rào rồi Nhà chính vẫn còn anh em ơi Hitler này Hít Hitler này sẽ cố gắng Lấy bằng hết dầu vàng nhà người ta cả nhà nhá Lấy bằng hết dầu vàng ở nhà này Ok Ok luôn anh em Vàng đâu nữa nhỉ Ui Ui ôi Một phút bao nhiêu giây ấy, anh em ạ Có hai bình tốc đây anh em nhé Ăn không Ăn rồi Quay ra vàng này Quay ra vàng này Quay ra vàng này Hy sinh một xíu ấy, anh em này Hy sinh một xíu này Bom chứ mình bom căng thế à, Quả bom căng thế Ok luôn À ở đây còn một ít đấy này Ok luôn Hết dân sửa với chúng tôi luôn Đây 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 anh em ạ Đấy không có ôm bom nó, nó mệt thế anh em ạ Đây Vàng với chúng tôi ạ và chúng tôi uh, trận lấy cướp cảm giác là tốn quá chắc là còn cỡ tầm khoảng 120k dầu đen mình sẽ để lại thôi anh em nhá tốn 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 nhưng mà dù sao thì rất là nhiều dầu vàng đúng không rồi tranh thủ thì cũng cướp thêm được trận nữa rồi anh em ạ cho đủ đó chính là cái số lượng dầu đen lên để mình cường hóa đó chính là con siêu bom đấy anh em ở đây thì siêu bom đã có nhá bây giờ nhóc mà đây sẽ đi cường hóa em nó này à quên mất anh em ạ à. mình còn đang uh, nâng cấp đó chính là con trại lính nữa nên là trai lính sẽ hơi lâu một xíu xíu nhưng thôi được không sao cả đâu rồi anh em cứ chịu khó đi farm cả nhà nhá ở đây thì nhóc tê sau khi farm mấy ngày mấy hôm anh em ạ à, thì đến bây giờ cũng đã gần như là full co rồi anh em này đó rất là giàu luôn những căn nhà triệu dầu vàng cả nhà này về chưa anh em quay tiếp tục cả nhà nhá ok mình sẽ thả siêu bom vào đây để lấy cái nhà máy hút hắc tiên dược này dầu vàng đây nữa anh em này hơi tiếc là không có con vòng gỗ nào thôi để mở đường cho king queen mở đường cho king queen vào trong ngon quá anh em mình nhờ rồi ok ở đây vẫn còn bị dầu hồng dầu hiếc các kiểu ăn đa điểu anh em ạ chắc phải vít hết chứ nhỉ để thì phí quá ok trận này cứ lém tạm king queen xuống đã nhá để xem là nó, nó, nó sẽ đi vào đâu và về đâu đã kinh là Ông kinh chưa Láo ngáo thế nhở cái ba La kinh này Ba La kinh đi láo ngáo quá anh em ạ Thôi oh, được rồi Bỏ qua ông kinh đi anh em ạ nó ngáo cho nó ngáo luôn vậy Biết làm thế nào được Cố gắng hít căn nhà này thật nhiều nhá các bạn nhá Thật nhiều Queen, Queen chắc nằm xuống tại đây rồi Chẳng có nhẽ không lấy được nhà chính à Thì buồn quá nhờ Ok anh em này Gồng kinh này Đại quản giáo định đi rồi cả nhà Đây vẫn còn U U là trời U là trời Đây cả nhà mình ơi Kho, kho, kho chứa vàng Kho chứa vàng anh em Hít nhà chính không nhỉ Anh em đợi mình nhá Wow, nhanh nhanh cái bình chèo cái sắp hết thôi ui nó lại vào cái bình chèo bên này nữa anh em ơi một con lọt vào nhà chính thôi một con lò vào nhà chính thôi dầu đen dầu đủng các kiểu là đi điều kia hai mươi bảy con yêu tinh nữa vẫn ghi hít các kiểu là điều anh em nhá bình chèo rồi đi rồi đây 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 đó nhanh 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 tốc sắp hết tốc sắp hết tốc sắp hết phát tốc cuối đây ui giời ơi vừa hít anh em ạ à. thôi thế là đủ rồi rồi cả nhà mình này như vậy là nhóc ở đây chỉ còn cách trận này một trận này nữa thôi anh em ạ à. là chính thức là nhóc ở đây sẽ full kho dầu vàng cùng với anh em đấy bây giờ thì uh, chúng ta cùng đi tìm một căn nhà siêu dầu siêu dầu siêu siêu dầu cùng với lại nhóc ở đây nha rồi loanh quanh mãi thì cũng chẳng thấy con nhà nào cả mà mình thấy rằng con này thì nó cũng khá là hợp kênh với lại mình đây là thôi quyết định là vít vào em này cả nhà nhá ok anh em mình này quá tuyệt vời luôn phóng xì gỗ này kinh queen này lại quản giáo này ờ uh, lựu tướng hoàng gia thì đang nâng cấp rồi sẽ không có đâu anh em mình nhá a kinh đi vào trong đi kinh linh tinh đi vào trong kinh kinh thằng, thằng kinh thì rất là ngáo anh em nhá ngáo như bắt cháo anh em ạ buồn ghê đấy Ok này Ngon này Kinh cũng phải gồng rồi Gồng lốt ông Warden lên Warden bốc phép này lên nữa anh em ạ Ui dồi, ui ôi Velo một tia 20 mới cay chứ còn nhà chính thì lại xa quá Ô hai bọn này Lú cái đầu wow. này con kho đấy cho anh em Đây rồi Tốc biến vào nhà chính đi nào Nhà chính không có dân sửa đâu Lốt lốt dân này nữa là mình nghĩ là ok đấy Là bắt được nhà chính đấy anh em Ủa? Lú thế nhỉ Quá cái thế nhờ? rồi nhà chính với chúng tôi à dầu hồng với chúng tôi à chắc chắc cũng chỉ còn thế thôi mà mình mình chỉ cần lấy như vậy thôi anh em ạ là mình sẽ đi về ok như vậy là dầu uh, vàng thì full rồi anh em nhé nhưng mà dầu hồng thì còn thiếu đâu đấy là cỡ tầm khoảng hơn một triệu nữa À không phải, không phải, không phải Như vậy là cái con kho chứa dầu hồng của mình nó chưa mắc Sorry anh em Cái con kho chứa dầu hồng của mình nó chưa mắc Cày quá này Thì chưa mắc với chúng tôi này Ok Ồ, Cái lượng dầu hồng này thì hoàn toàn là có thể nghiên cứu được đấy nhỉ anh em nhỉ Như ở đây thì anh em thấy rằng là nhóc ở cũng đã đang nghiên cứu rồi anh em ạ à. Đang nghiên cứu bình skeleton này rồi Để xem là dầu hồng thì chuồng linh thú anh em này Xưởng chế tạo này Đại quản giáo này rất rất là nhiều những cái trường linh thú đi. Ok. Vít và trường linh thú để mở con bò này đi. Ui, căng thế. Ừ, ở đây thì hoàn toàn là có thể xây lèo thợ xây các kiểu tùy theo anh em anh em muốn. Nhưng có lẽ là mình sẽ uh, 17 củ này. 17 củ 3 anh em ạ. Lên 18 không rồi, thiếu một tí nữa lên 18 anh em kìa. Ghét cái mặt thế. Thôi đánh chấp nhận là con máy bắn đá để nâng cấp sau anh em nhé Con máy bắn đá này thì mình sẽ sử dụng búa với nó thôi 10, uh, 18, 18 triệu anh em ạ à. Ủa thiếu 22 Đấy rồi anh em 18 triệu ngay đúng không nào 18 triệu với anh em ngay cả nhà Ok Hiện tại thì mình đã không có con búa nào cả Bởi vì u uh, anh em ơi Nhà chính là ai Có 8 triệu mấy thôi anh em ơi Ngon thế Tới thì mình sẽ sử dụng một con búa để nâng cấp vào con pháo đại bàng này cả nhà nhá Ở đây còn dư một chút dầu hồng thì có lẽ là anh em chúng ta sẽ nâng cấp Hết cái số lượng dầu hồng này vào đó chính là những cái đoạn tường thành còn sót ở đây nữa anh em này Còn dầu đen Dầu đen thì còn rất là nhiều anh em ạ Dầu đen thì còn rất rất là nhiều nữa Thì chúng ta mới có thể nâng cấp được kinh hoặc là lựa tướng hoàng gia và bây giờ thì lại cháy dầu vàng rồi và lại vẫn đang dư hai dân <laughs> Tiếp tục cái cuộc hành trình mấy ngày đi farm của nhóc ở đây tiếp thôi đúng không nào Và video của mình kết thúc tại đây rồi Giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn nha Bye bye cả nhà